sự việt hóa thành cái quan sinh dục nữ. Sự việt hóa thành quan sinh dục nữ thì đầu tiên là mình nghiên cứu cái sự hình thành của buồng trứng. Buồng trứng thì nó được hình thành vào cuối tuần thứ 8, tức là muộn hơn so với tinh hoàn là ở phôi nam. Phôi nam vào khoảng cuối tuần thứ 7, thì phôi nữ vào cuối tuần thứ 8. Nó khác với cái phôi nam một chút là gì? Nếu như mà ở phôi nam thì cái dây sinh dục tủy nó phát triển những cái dây những cái ống sinh tinh. Thì ở buồng trứng thì sao, ở phôi nữ thì sao, những cái dây sinh dục tủy nó sẽ thoái hóa đi, tức là dây sinh dục ban đầu nó sẽ thoái hóa đi và nó sẽ tạo ra cái dây sinh dục thứ phát thoái hóa đi và nó sẽ phát triển những cái dây sinh dục thứ phát. Dây sinh dục thứ phát là gì? Dây sinh dục thứ phát tức là sau khi mà những cái dây sinh dục này tủy nó thoái hóa đi thì sao, thì những cái tế bào trung mô mà ở sát với những tế bào trung mô mà ở sát với cái biểu mô phủ buồng trứng này nó sẽ tăng sinh lên và nó bao bọc lại những cái tế bào bầm sinh dục, bao bọc những tế bào bầm sinh dục và những cái tế bào bầm sinh dục cùng với những cái tế bào ở trung mô này nó bắt đầu nó phát triển cái dây sinh dục này. Cái dây sinh dục này là dây thứ phát và cái dây sinh dục thứ phát này nó cũng có xu hướng là nó tách hẳn vào biểu mô, cũng giống như tinh hoàn đúng không ạ, nó bắt đầu những cái dây sinh dục này tách hẳn vào biểu mô và cũng sau khi mà nó tách vào biểu mô thì nó cũng bắt đầu cái trung mô nó cũng chen vào giữa để nó tạo ra cái màng trắng. Nhưng màng trắng thì ở tinh hoàn thì rất là rõ, còn ở buồng trứng thì màng trắng nó mỏng hơn, khó phát hiện hơn. Và cái biểu mô phủ buồng trứng thì khác với biểu mô phủ tinh hoàn. Cái biểu mô phủ tinh hoàn thì cái biểu mô phía trên nó sẽ thoái hóa đi, nó sẽ để chỉ để lại cái màng trắng nó bọc ở bên ngoài thôi. Nhưng cái biểu mô phủ buồng trứng thì nó vẫn tồn tại. Do đó mà ở trẻ em hoặc là ở những cái buồng trứng mà khi mà người ta lấy đặt tiêu bản thì vẫn thấy một cái lớp biểu mô vuông đơn bọc ở bên ngoài, đó, do cái biểu mô bên ngoài nó không thoái hóa đi. Khi mà những cái dây sinh dục thứ phát này nó hình thành, nó tách ra khỏi biểu mô thì nó cũng hình thành ra những cái cụm, những cái cụm này nó từng cụm nhỏ một gọi là những cái nang loãng nguyên thủy. Đó, những cái nang loãng nguyên thủy là gì? Những cái nang loãng nguyên thủy đây, những cái tròn tròn này là những cái nang loãng nguyên thủy. Những cái nang loãng nguyên thủy này là gì? Là những cái tế bào trung mô ở xung quanh này, nó bọc một cái loãng bào, đó, nó bọc cái loãng bào chính là cái tế bào mầm nguyên thủy, nó bọc một cái loãng bào như thế này. Và cái nang loãng nguyên thủy này thì ở phôi thì nó đạt cái số lượng cực đại nhất vào cái lúc vào khoảng hai khoảng tầm 7 tháng. Sau đó thì nó bắt đầu nó thoái hóa đi, sau đó nó thoái hóa đi và khi mà trẻ ra đời thì cái số lượng nang loãng nguyên thủy nó vào chỉ tầm khoảng 700.000 thôi và dần dần thì nó cũng thoái triển dần đến lúc thời điểm dậy thì nó chỉ còn khoảng 400.000 cái nang loãng nguyên thủy này thôi. Đó, tức là cái số lượng nang loãng nguyên thủy này nó đã cực đại ở lúc phôi khoảng 7 tháng, sau đó thì nó sẽ giảm dần. Đó, cái năng lượng nguyên thủy là gì? Cái năng lượng nguyên thủy là một cái khối tế bào liên kết bọc ở bên ngoài và cái loãng bào, cái loãng bào của mình thì ban đầu nó là cái loãng bào người ta gọi là cái loãng bào một. Cái loãng bào một này nó làm sao? Nó đã được trải qua cái quá trình giảm phân, tức là những cái năng lượng nguyên thủy trải qua quá trình giảm phân nó tạo thành cái loãng bào một và ở cái cơ thể cái loãng bào một này nó dừng ở cái quá trình giảm phân hai. Nó dừng ở quá trình giảm phân một, sau khi dậy thì nó bắt đầu dừng ở giảm phân hai và khi mà gặp cái tinh trùng nó mới tiếp tục quá trình giảm phân hai để tạo thành cái trứng. Đó, thế thì cái loãng bào một này của mình nó dừng ở quá trình giảm phân một, do đó mà nó dừng lại suốt cái quá trình gì ạ, suốt cái quá trình từ lúc em bé 7 tháng tuổi cho đến lúc gì ạ, cho đến lúc dậy thì. Và khi mà dậy thì vào đến cái tháng của chu kỳ kinh nguyệt ấy, thì cái nang loãng này nó gặp cái đỉnh LH, nó mới bắt đầu tiếp tục cái quá trình quá trình giảm phân tiếp để thành và dừng lại ở quá trình giảm phân hai. Đó, do đó là gì? Do đó là tại sao mà những em bé mà khi mà sinh ra ở cái bà mẹ mà cao tuổi, lớn tuổi sau 35 tuổi thì lại rất là dễ bị những cái nguy cơ về dị tật nhiễm sắc thể. Đấy là do cái gì ạ? Đấy là do cái việc cái nang loãng này nó dừng lại ở cái quá trình phân chia này nó quá lâu,
và khi mà nó dừng lại lâu như thế thì nó sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài đó. Do đó mà những em bé mà sinh ra ở những bà mẹ lớn tuổi thì có nguy cơ, và chính vì có nguy cơ như thế nên là mình phải cho sản khoa, các bác sĩ sản thì phải làm sàng lọc này, rồi khám này, chẩn đoán trước sinh này rất là sát sao đó. Đấy là do về cái việc những cái nấm bào này nó dừng lại ở cái quá trình giảm cân này quá lâu đó, và cái nấm bào này nó có xu hướng là gì, giảm dần, giảm dần, càng ngày càng giảm, lý do là nó thoái hóa. Và đấy, ở cái lứa tuổi trưởng thành thì chỉ còn khoảng 400.000 cái nấm bào này thôi. Đấy là cái từ hình thành buồng trứng. Tiếp theo đến cái sự hình thành của vòi trứng tử cung và âm đạo. Vòi trứng tử cung và âm đạo thì như cô giáo đã nhấn mạnh từ lúc nãy là mình phải nhớ lại ống thận trung thận đó. Thế thì trước khi vào về ống thận trung thận thì mình ôn lại một chút về cái dây nối nội sinh dục và những ống trung thận dọc, ống trung thận ngang. Cái dây nối nội sinh dục thì ở phôi nữ nó cũng tiêu biến đi, nó không giống như phôi nam mà nó thành những cái dây nối, đúng không ạ? Còn những cái ống trung thận dọc, ống trung thận ngang ở phôi nam thì cũng rất là quan trọng, vì nó hình thành những cái gì ạ? Cái đường dẫn tinh, cái đường dẫn tinh, hệ thống ống thẳng này, ống lưới tinh này, ống da này, ống màu tinh này, ống tinh này, ống phóng tinh này, thì đều do cái hệ thống ống trung thận dọc, ống trung thận ngang. Nhưng tuy nhiên là phôi nữ thì gần như cái phân này nó sẽ tiêu biến đi, đó, gần như nó sẽ tiêu biến đi, đó, phía trên buồng trứng thoái hóa này. Hoặc có thể chỉ là để lại là cái diện thủy bào bọc cuống, hoặc là những cái phía dưới thì nó cũng thoái hóa này, đoạn cuối của ống trung thận dọc cũng có thể thoái hóa, hoặc là tạo thành những cái u nang ở âm đạo, hoặc là những cái u nang ở vòi trứng đó. Tức là đa phần những cái ống trung thận dọc, ống trung thận ngang này nó sẽ thoái hóa đi đó, không giống như phôi nam, thì những cái phôi nam thì nó sẽ phát triển cái đường dẫn tinh. Thế thì cái ống thận trung thận ở nữ nó lại rất là quan trọng đó. Ống trung thận này chính là cái ống đó, do cái chu kỳ nó đội cái biểu mô lên, nhưng mà mì lên nó tạo thành đây màu đỏ đỏ này, thì mình có hai cái ống tận trung thận ở hai bên, và đến gặp sau thì nó nhập lại làm một, nó tạo thành một cái củ nhu đơn ấn vào cái xoang niệu sinh dục như thế này, thì nó sẽ tạo thành hầu hết các cái đoạn đường sinh dục trong, tức là gì, vòi trứng này, tử cung này, âm đạo này, cổ tử cung này, đó, và khoảng 2/3 tử cung này, âm đạo này, và khoảng 1/3 âm đạo trên, 1/3 âm đạo trên, thế còn 2/3 phía dưới thì nó sẽ do cái gì hình thành, nó sẽ do cái xoang niệu sinh dục nó sẽ hình thành lên là cái âm đạo. Đó, cái ống thận trung thận đến hai bên này, đến đoạn cuối thì nó sát nhập lại với nhau này. Khi mà cái đoạn cuối nó sát nhập lại với nhau, nó sẽ tạo thành cái tử cung. Do đó mà cái tử cung của mình nó sẽ có gì ạ? Nó sẽ có hai cái nhánh. Hai cái nhánh nối ở hai bên này, nó sẽ nối vào tạo thành cái vòi trứng. Tức là cái phần phần trên này nó sẽ tạo thành cái vòi trứng này. Nó có hai cái phần nó cắm vào cái tử cung này. Hai phía dưới thì hai cái ống thận trung thận này nó sát nhập lại với nhau, tạo thành cái tử cung này và cái cổ tử cung này. Đấy, đó, và 1/3 trên của âm đạo này. Đây là sự hình thành âm đạo đây. Đó, các cái củ nguyên lơ của mình đây, nó kích thích thành sau xoang niệu sinh dục và tăng sinh thì tạo thành hai cái mầm tế bào nó hợp nhất, tạo thành cái biểu mô âm đạo. Đó, xoang niệu sinh dục này, ống này, và cái biểu mô âm đạo này, đây là cái biểu mô âm đạo này. Và 1/3 trên âm đạo của mình có nguồn gốc từ chính cái ống thận trung thận này, trong đó 2/3 dưới thì có nguồn gốc từ cái xoang niệu sinh dục là cái màu xanh xanh này, và cái màu xanh xanh này. Cái biểu mô âm đạo này ban đầu cũng là một cái dây tế bào đạo, nhưng mà sau đó thì nó sẽ thoái hóa, xảy ra hiện tượng không bào hóa để nó tạo lòng, và nó sẽ tạo thành hai cái túi cùng, cũng như là cái âm đạo. Và cái lá biểu mô, cái lá biểu mô này sau này thì nó sẽ giữ lại một cái phần sát với cái âm hộ, cái phần ở bên ngoài đây, tạo thành cái màng trinh, và về sau nó cũng sẽ rách ra, làm cho màng trinh của mình nó có lỗ thủng. Đó, đây là cái hình ảnh của đây là cái buồng trứng này, cái vỏ trứng này.
cung. Cổ tử cung đấy, 1 phần 3 trong âm đạo và 2 phần 3 dưới có nguồn gốc từ sau hệ sinh dục, và toàn bộ cái phần này có nguồn gốc từ ống cận trung thận. Đó, thì đấy là cái sự hình thành đường sinh dục trong. Thế còn đường sinh dục ngoài thì sao? Đường sinh dục ngoài ở nữ giới thì nó không phát triển như ở nam giới. Ví dụ như củ sinh dục ở nam giới nó phát triển thành cái dương vật thì sao? Thì ở nữ giới nó chỉ phát triển nhẹ thôi, nó tạo thành cái âm vật rất là nhỏ ở phía này phía sau của niệu đạo. Cái nếp sinh dục ở hai bên thì nó không hòa với nhau thì nó sẽ tạo thành hai cái môi nhỏ. Cái gờ sinh dục thì nó phát triển rộng hơn, gờ sinh dục nó phát triển mạnh hơn cái nếp sinh dục và nó sẽ tạo thành hai cái môi lớn ở hai bên. Trong quá trình phát triển của cái cơ quan sinh dục nữ thì cũng rất là hay gặp những phát triển bất thường, có thể gặp những cái phát triển bất thường của buồng trứng, ví dụ như là buồng trứng lạc chỗ thì cũng giống như là tinh hoàn vậy, tức là những cái tế bào mỏng này nó sẽ di cư lạc chỗ, nó không di cư ở cái phần mầm tuyến sinh dục nữa mà nó di cư ở bất kỳ chỗ nào, và khi mà nó lạc chỗ như thế thì nó sẽ dễ dẫn đến buồng trứng nó không đúng vị trí và có thể dẫn đến những cái hiện tượng như là vô sinh, là do mà cái não của mình nó phóng ra nó không được dẫn vào bên trong cái vòi tử cung, nó không có buồng trứng, tức là do mầm của buồng trứng nó không phát triển, đó cái mầm tuyến sinh dục nó không phát triển. Thừa buồng trứng tức là mầm tuyến sinh dục nó bị chia đôi, là nhân đôi lên. Dính buồng trứng tức là hai bên mầm tuyến sinh dục hai bên nó dính được với nhau. Đó, còn những cái dị tật của vòi trứng như là không có vòi trứng tức là gì ạ, tức là cái ống cận trung thận của mình nó khoái triển đi. Nó bình thường nó phải giữ lại và nó phát triển tiếp tục để tạo thành cái vòi trứng, nhưng mà đây thì nó khoái triển đi, nó làm cho cái vòi trứng của mình nó bị thiếu. Hoặc là những cái triệu chứng hội chứng rất hay gặp là Mayer-Kitamsky-Kruster-Hauser, tức là gì ạ, không có tử cung, cổ tử cung đoạn trên âm đạo. Đó tức là gì ạ, buồng trứng thì vẫn phát triển bình thường, tức là cái tuyến sinh dục vẫn phát triển bình thường, nhưng mà gì ạ, cái phần ống cận trung thận thì nó làm sao, nó không phát triển, nó không phát triển, do đó mà không có tử cung, không có cổ tử cung, không có đoạn trên âm đạo, không có vòi trứng. Bệnh nhân này thường đến với bệnh cảnh là gì ạ, vô kinh đúng không ạ, hoặc là vô sinh, tức là lập gia đình nhưng không có em bé, hoặc là vô kinh nguyên phát, tức là những cái trường hợp cái cháu bé 18, 19 tuổi rồi mà không có kinh, thật chưa cần là ra kinh cả. Cái hội chứng này khi mà siêu âm lên thì mình chỉ thấy có một cái giải sơ, tử cung nó giống như một giải sơ thôi. Đó, những cái bệnh nhân nào mà hiểu biết thì người ta có thể đi khám sớm. Những cái bệnh nhân nào không hiểu biết ta thấy vô kinh nhưng mà tất cả các quan sinh dục vẫn phát triển bình thường, nội tiết bình thường, những cái cơ quan sinh dục thứ khác vẫn phát triển bình thường, vẫn quan hệ vợ chồng được bình thường, bởi vì sao ạ? Bởi vì 2/3 dưới của âm đạo vẫn hình thành bình thường, đúng không ạ? 2/3 dưới âm đạo vẫn hình thành bình thường, do đó là vẫn quan hệ vợ chồng được bình thường. Chỉ có điều là vô kinh nguyên phát và đến cho bệnh cảnh là vô sinh. Và sơ âm thì thấy cái tử cung nó giống như một giải sơ. Đối với những bệnh này thì điều trị vô sinh thì như thế nào? Mang thai hay là sinh trứng? Tức là lập tay chứng lực của mình đúng không? Chuyển chứng lực của mình là vẫn sinh trứng lực bình thường. Và chỉ có điều là khi mà mang thai thì sẽ chuyển vô vào cho người khác, do không có tử cung mà. Đó, cái bệnh nhân này thì giải pháp mang thai hộ là giải pháp rất là hữu ích, tức là vẫn là con của mình. Đó, hoặc là những cái phần dị tật như là tử cung đôi, tử cung hai sừng hoặc tử cung một sừng. Tử cung đôi tức là như thế nào, tức là cái phần cuối của hai cái ống cận trung thận nó làm sao, nó không sát nhập vào với nhau mà nó vẫn tách rời ra. Khi nó tách rời như thế thì nó đến lúc nó bị hóa thành hai cái tử cung. Cái trường hợp tử cung đôi thì có thể đi kèm với là hai tử cung và hai cổ tử cung, hoặc là dạng hai tử cung nhưng chung một cổ tử cung. Thì nó tùy thuộc vào cái vị trí của cái ống cận trung thận của mình, nó hợp nhất ở chỗ nào và nó không hợp nhất ở chỗ nào. Nếu mà nó hợp nhất, nó không hợp nhất, chỉ ở đoạn cao hơn đoạn thấp và vẫn bình thường, thì nó sẽ là hai tử cung, hai thân tử cung và một cổ tử cung. Nhưng mà cả đoạn cao và đoạn thấp nó đều không hợp nhất lại với nhau, nó sẽ dẫn đến là hai tử cung và hai cổ tử cung. Nó có thể đi kèm với cái hai âm đạo, đúng không ạ? Cũng có thể tách ra âm đạo. Hoặc là gì ạ, tử cung hai sừng tức là nó có hợp nhất đấy, thân tử cung nó vẫn tạo ra, cổ tử cung nó vẫn tạo ra, nhưng cái phần đáy tử cung thì làm sao, cái phần đáy tử cung thì nó phải tròn đều, thì ở đây nó có một cái vách ngăn ở phần đáy, tức là ở cái đoạn ít phía trên cao,
nó có hợp nhất nhưng nó hợp nhất không hoàn toàn, nó vẫn tách ra một đoạn, thì đây gọi là tử cung hai sừng. Đó, hoặc là gì ạ? Hoặc là chỉ tử cung một sừng và chỉ có một vòi trứng thôi. Tử cung một sừng kèm với một vòi trứng thì có nghĩa là gì ạ? Một bên thì nó phát triển và một bên thì làm sao? Nó không phát triển. Một bên ống cận trung thận nó phát triển bình thường, một bên thì không phát triển. Đấy, thì tức là chỉ có tử cung một sừng kèm với là một vòi trứng. Rồi, còn những cái diễn tần khác của âm đạo, ví dụ như là hẹp âm đạo, tỳ âm đạo. Tỳ âm đạo có nghĩa là gì? Ví dụ như là cái vách, cái màng niệu đạo ấy, niệu đạo nó không rách ra, đúng không ạ? Thì nó sẽ không tạo, không có âm đạo. Đó, bệnh nhân cũng đến trong bệnh cảnh là gì ạ? Cố kinh nguyên phát. Hẹp âm đạo, tức là nó cái phần ống âm đạo khi mà cái biểu mô nó thoái hóa, cái tế bào nó không bào hóa để tạo lòng âm đạo, nó thoái hóa nó không hoàn toàn, nó để lại âm đạo mới rất là hẹp, bất sản âm đạo, không có âm đạo. Hoặc là u nang, tức là những cái u nang mà do cái dịch tiết của cái túi của cái ống trung thận ngang, trung thận dọc nó không thoái hóa hoàn toàn, nó để lại những u nang. Hoặc là lúc qua âm qua sinh dục ngoài như là hẹp âm hộ, như là hai lông nhỏ nó sát nhập vào với nhau. Hoặc là màng trinh quá dày, nó là một để lại với màng sơ nó quá dày. Hoặc là màng trinh không có lỗ thủng, tức là nó không xảy ra hiện tượng không bào hóa ở màng trinh này. Đó, hoặc là những cái phần trực tràng, những cái giò trực tràng và với cái cơ quan niệu đạo sinh dục, tức là trực tràng nó mở vào âm đạo. Đó, và những cái khác bị bệnh bẩm sinh. Đó là những cái dị tật của tử cung này. Đây là cái tử cung, đây là hai tử cung này. Đó, tử cung kép, hai âm đạo này, hai cổ tử cung này. Đây là tử cung hai sừng này. Đó, phần thân, phần cổ vẫn bình thường, âm đạo vẫn bình thường, chỉ có điều là nó có một cái vách ngăn rất là sâu của cơ tử cung, nó lõm vào trong như thế này. Đấy là hai cái ống Müller nó sát nhập, để ở cái đoạn trên nó sát nhập không hoàn toàn. Đây là hai thân tử cung và hai cổ tử cung và một âm đạo này. Đó. Ở đây là gì ạ? Một tử cung, một sừng và gì ạ? Một tử cung gì đây? Người ta gọi tử cung này là tử cung gì? Tử cung trồn. Một cái tử cung này là một cái tử cung trồn, và tử cung một sừng. Siêu âm gặp cũng rất là nhiều cái tình huống như thế này. Đó, một cái tử cung trồn, một cái tử cung mà nó không đổi đâu cả. Đó, do là gì ạ? Nó chỉ phát triển một bên của cái ống Müller thôi. Còn một bên thì nó làm sao ạ? Nó phát triển nửa vời. Nó phát triển nửa vời, đoạn này nó teo đi rồi, đoạn này nó sẽ nở ở cái thân tử cung. Đó. Cái đoạn này là đoạn tịt cổ tử cung, tức là cái đoạn dưới, tức là phần trên, phần dưới nó bình thường, phần giữa này nó không tạo thành cổ tử cung. Đó, hoặc là tịt âm đạo, đó tức là cái phần âm đạo nó không tạo lòng, đó phần nó tăng sinh, thế nó tăng sinh lên nó tạo thành cái biểu mô âm đạo, đấy nó sẽ không bảo hóa được đạo lòng, giữ tịt âm đạo. Bệnh nhân đến với bệnh cảnh là vô kinh và vô sinh dục, vô kinh nguyên phát. Bệnh nhân này không vô kinh nguyên phát. Bệnh nhân này siêu âm tình cờ phát hiện được. Bệnh nhân này không có thể đến trong bệnh cảnh của vô sinh dục, bởi vì là tử cung lơ thì thông thường là sao? Thông thường là nó khá nhau. Trứng có thể có vấn đề về mang thai hoặc tử cung hai sừng. Khi mà đi khám từ sau thì có hai tử cung thì mình để có phân giải nên mình xem là có mấy cổ tử cung, để nó giúp cho mình biết mình điều trị vô sinh, tức là khi mình bơm tinh trùng và mình chuyển phôi mình sẽ chuyển vào cái bên nào đó. Hoặc là khi bên có cái hai tử cung như thế này thì lại sẽ tạo nên có phản xạ nhìn là thận, để xem là bệnh nhân này có một thận hay hai thận. Bởi vì sao? Bởi vì là cái phần sinh dục này nó liên quan, nó phát triển, nó khá là liên quan đến cái phần tiết niệu, mà những cái tuyến sinh dục thường những bệnh nhân mà hai tử cung này thông thường sẽ có một thận thôi. Những cái niêm mạc tử cung ở trong cái phần bịt thịt này thì theo cái cơ chế này thì nó về mặt lý thuyết nhá, về mặt lý thuyết là nó vẫn có thể ra kinh, đúng không? Thế nhưng mà tùy thuộc nhá, nếu tùy thuộc là nó có cái đường thông ra hay không, tùy thuộc nó có đường thông ra hay không. Nếu mà nó có đường thông ra, nếu đường thông ra đây thì nó sẽ đổ vào đây, đúng không? Và nếu nó không có đường thông ra thì nó sẽ bị ứ chảy ở trong này này. Hoặc là nó sẽ có một cái vòi, nó vẫn có cái vòi trứng ở đây này. Nếu mà cái ống cận trung thận nó không bị tiêu biến đi, nó vẫn có cái vòi đấy, nó sẽ đổ ra ở bụng. Nhưng mà
có thể nó sẽ tạo thành những cấu trúc giận nang, tức là những cái này bởi vì nó có cơ chế là gì ạ? Bởi vì những cái này nó hoàn toàn là cái tế bào của cơ thể này, không có vi khuẩn này, nên là nó gọi là hoại tử vô khuẩn, tức là nó sẽ có cái cơ chế tự bào, cơ thể của mình sẽ có cơ chế tự bào. Thông thường thì nó thực tế là rất là ít, thực tế là rất là ít, nên là có thể là khi mà có hiện tượng tăng kinh nguyệt nó ít thôi thì nó sẽ có cái cơ chế thực báo hết đi. Hoặc ở đây cũng có những trường hợp gặp rồi nhé, gặp rồi cũng là tử cung trột này, nhưng mà nó có một cái khe bé tí này thôi này, bé tí này nó đổ vào đây đến mức mà nó bé quá nhưng mà nó không thỏa mãn được, tức là nó không đủ để cho cái máu cái đấy nó chảy ra, thì nó cứ chạy đây nó thành một cái nang dịch nó giống như là một cái lạc mạc tử cung ấy. Giống cái nang dịch nó ở ngay sát cái tử cung này, và đến lúc chuyển phôi cái ca đấy, cái chuyển phôi ca đấy phải sao, phải hút dịch, hút cái dịch máu này ra, thì sau đó mới chuyển được phôi vào bên này, bởi vì là nó bị vướng này, cái đường này nó không đi vào được, nó bị vướng này ở bên ngoài này, là phải hút hết cái dịch máu này ra nó mới chuyển phôi được vào vị trí này. Có gặp cái trường hợp như thế không? Tịt nhé, nếu mà tịt âm đạo thì nội tiết nó vẫn bình thường, các cơ quan sinh dục thứ phát vẫn phát triển bình thường, bệnh nhân vẫn có cái cơ thể nữ bình thường, chỉ có điều là máu kinh nó không ra được. Cái này là bệnh cảnh là vô kinh nguyên phát, tức là bệnh nhân dậy đến tuổi dậy thì nhưng mà không có kinh, đúng không? Đến tuổi dậy thì nhưng không có kinh thì gọi là vô kinh nguyên phát. Nó là vô kinh, gọi xếp lại là vô kinh, và gọi là vô kinh nguyên phát, tức là không chưa bao giờ thấy kinh cả, chưa bao giờ nên thấy kinh ra ngoài cả. Đúng, máu kinh nếu có nó sẽ ở đây, nếu có nhé, bởi vì là nó có cái cơ chế giống như cái cơ chế của cái tử cung trột này này, tức là nó sẽ có cái cơ chế đấy là cái gọi là hoại tử văn phẩm thực bào của cơ thể. Bởi vì máu kinh nó sẽ không ra nhiều giống như là mình thường hay đâu, nếu có thì nó chỉ là bong một ít niêm mạc rất ít thôi, nó bong thì cũng rất là ít niêm mạc thôi. Tức là bạn đang hiểu theo cái cơ chế là kinh vẫn ra bình thường và nó sẽ bị bế tắc ở đây, và bệnh nhân sẽ có triệu chứng là giống như là bế kinh, cho nên là đau bụng hoặc là mình bế sản dịch, đúng không? Mình đẻ xong rồi mình bế sản dịch, đúng không? Đó, sự biến hóa hormone sinh dục theo giới tính thì cái nhiễm sắc thể Y sẽ quyết định về giới tính là nam giới, và không còn các thể Y sẽ quyết định là nữ giới. Đó, và có hai cái gen đấy là cái yếu tố quyết định sự phát triển của tinh hoàn là TDS ở trên nhiễm sắc thể Y và trên SLE. Đó, tức là cái gen xác định giới tính trên nhiễm sắc thể Y là cái gen mà nó chịu trách nhiệm để cái phôi của mình nó phát triển theo hướng nam khi mà không có chế nhiễm sắc thể Y. Thế còn ở phôi mà có giới tính di truyền là nữ, tức là phôi mà mang nhiễm sắc thể XX thì cái này làm sao ạ? Đây, do chính là nó không có tế bào sắc tố ly và nó không có tiết ra cái AMH, tức là anti-androgen hormone này, nên là gì, ở cận trung thận nó phát triển. Còn ở cơ thể nam thì cái tế bào sắc tố ly nó tiết ra cái AMH, tức là tiết ra cái anti-androgen hormone này, nó ức chế cái sự phát triển của ống cận trung thận, làm cho ống cận trung thận của mình nó bị tiêu biến đi. Trong khi cơ thể nữ thì nó không có cái này, do đó là ống cung tử cung của mình nó vẫn phát triển bình thường và nó sẽ tạo ra cái tử cung và vỏ trứng và một phần da trên của âm đạo. Đó, nên là
cái việc mà hình thành ống trung thận dọc, ống trung thận ngang là do cái gì ạ? Ống trung thận dọc, ống trung thận ngang thoái hóa hình thành được là do có testosterone. Do đó khi mà cơ thể nam nó tiết ra testosterone này thì cái hệ thống ống trung thận dọc, ống trung thận ngang này nó tiếp tục phát triển thành cái đường sinh dục cơ quan đường sinh dục nam. Đó, còn cái cơ thể nữ nó không có nên là nó sẽ bị thoái hóa đi. Và cùng với đó là cái gì ạ? Cái dihydrotestosterone này là nó chịu trách nhiệm để phát triển ra cái bộ phận sinh dục ngoài. Do đó mà những cái phần củ sinh dục và nếp sinh dục và vỡ sinh dục nó kém phát triển. Chính vì vậy ở đây mình sẽ có một cái gọi là lượng tính giả là lượng tính giả này. Tức là khi mà phát triển trong trường phát triển bất thường tức là gì ạ? Tức là cơ thể là FI, tức là giới tính di truyền là FI. Đây là gọi là gì ạ? Lưỡng tính giả lượng, đúng không ạ? Giả lượng. Cơ thể là FI, tức là giới tính di truyền là FI. Nhưng mà gì ạ? Phát triển theo hướng nữ, tức là kiểu hình, kiểu gen là FI, nhưng kiểu hình thì là nữ. Nhưng kiểu hình thì là nữ. Cái này thì là do cái gì ạ? Là nữ nhưng mà không có hành kinh, tức là vô kinh. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì đây là giới tính di truyền là XY, cho nên là tinh hoàn, ống sinh tinh các kiểu vẫn có nhé. Chỉ có là cái cơ quan sinh dục ngoài thôi, nó là của nữ. Và gì ạ? Bệnh nhân này không có hành kinh, tức là vô kinh nguyên phát. Vô kinh nguyên phát. Đó, thế thì cái hội chứng này người ta gọi là, có thể gọi là hội chứng gì ạ? Kháng androgen. Gọi là cái gì nhỉ? Cái gì syndrome nhỉ? Nó kém nhạy cảm với cái androgen. Nó kém nhạy cảm với cái androgen. Thế cho nên là mặc dù là gì ạ? Nó có tiết ra cái androgen, nhưng mà làm sao? Nhưng mà cơ thể của nó không có cái thụ thể. Nó không có thụ thể để nó tiếp nhận cái androgen này. Do đó là cái phần mà cơ quan sinh dục ngoài ấy, nó sẽ phát triển theo hướng nữ, chính là cái dihydrotestosterone này. Nó không nhận được cái tín hiệu là nó có cái androgen. Do đó là cái phần cơ quan sinh dục ngoài phát triển theo hướng nữ, nhưng mà thực tế thì cơ thể này là cơ thể nam. Đó là gọi là hội chứng kháng androgen. Đây là hội chứng gì nhỉ? Tự nhiên quên tên. Và nên là cái androgen nó dư thừa, nó sẽ chuyển hóa thành estrogen. Nó chuyển hóa thành estrogen, do đó mà bệnh nhân vẫn còn cái giới tính, cái cơ quan sinh dục thứ phát là của nữ. Vẫn cơ thể nữ này, ngực này, mu này, lông mu này, và toàn bộ những cái phần bên ngoài, củ sinh dục, nếp sinh dục, gờ sinh dục thì nó phát triển theo hướng nữ. Đó, nhưng bệnh nhân đến với mình với cái bệnh cảnh là vô sinh này, vô kinh nguyên phát này. Đó, bệnh nhân vẫn được quan hệ, nhưng mà quan hệ được bình thường. Bởi vì làm sao ạ? Bởi vì là cái âm đạo 2/3 phía dưới nó vẫn bình thường, nó phát triển hơn nữa mà. Nó chỉ có là khi mà làm cái, bởi vì cái bệnh nhân vô kinh nguyên phát thì bao giờ có phản xạ là gì ạ? Là karyotip, tức là làm những sắc thể đồ để xem là karyotip có bình thường hay không. Đó, những cái bệnh nhân vô kinh nguyên phát mà nếu trả lời là FI thì đây thì chắc chắn là những bệnh nhân này thì làm sao ạ? Bây giờ này thì để nguyên thôi, để điều trị có con thì làm sao? Chả làm gì cả. Chỉ có đi xin tinh trùng hoặc là đi xin gọi là mang thai hộ hoặc là xin nuôi. Bởi vì không có tử cung. Nhiều bạn vẫn lập gia đình bình thường. Bởi vì làm sao? Bằng những cái bệnh nhân này nhá, những cái bệnh nhân này rất là gọi là xinh đẹp luôn. Bởi vì làm sao? Estrogen người ta nhiều. Estrogen người ta nhiều. Của mình đây giờ tính 46XX chuẩn đấy. Cũng dễ chuẩn đây, nhưng mà sao? Nhưng mà cũng có zip, cũng có giáp, đúng không? Có zip, cũng có giáp, cũng bởi vì là của mình còn tương tác, của mình thì có bạn thì nhiều androgen hơn, có bạn thì nhiều estrogen hơn, có bạn nhiều androgen hơn, đúng không? Nhưng của họ nó chỉ là một hướng thôi. Của họ là androgen, hướng nào là họ có rồi, họ chỉ có đơn thuần là họ đi theo hướng nữ thôi. Của mình đôi khi còn nữ nhưng mà vẫn nam tính, đúng không? Của họ chỉ đơn thuần đi theo hướng nữ thôi. Nên là nhá, có thể phẹt luôn nhá. Có thể là da đẹp, da nóng nà, có thể là mà những người này rất thông minh.
những người rất thông minh, bởi vì sao? À, bởi vì là kiểu gen là XY, kiểu gen là XY nên là thường thì họ sẽ có cái tính gì ạ? À, rất là quyết đoán này và rất là mạnh mẽ của người nam, nhưng mà toàn bộ cái cơ thể của họ phát triển là hướng nữ. Thường những người này khá là thành công, mình gặp mấy người rồi. Tức là bệnh nhân đến khám thì vô sinh do vô kinh nguyên pháp, gặp rất là nhiều người, toàn đa phần họ đều là lãnh đạo của một cái tổ chức nào đó thôi. Đó. Thế tức là vẫn lấy chồng nhưng mà con thì sẽ phải là xin con nuôi. Đúng rồi, xin con nuôi. Làm gì mà có trứng? Cũng không lấy trứng được. Có trứng được. Tinh hoàn cũng không có. Có tinh hoàn đấy, cái này có tinh hoàn. Sơ hoàn sẽ trong bụng vẫn có. Tinh hoàn trong bụng có thể tiêu hoặc là nó hỏng. Cũng không sinh tinh. Tóm lại là nó không thể sử dụng được, tại vì là nó đã trong bụng. Cái nếu mà cái phẫu thuật này nhá, nếu mà ví dụ như là chẳng may ấy, chẳng may mà kiểu bạn ấy lại là cái người mà tính giới tính nam hơn thì bạn